Cảm ơn tiết mục biểu diễn rất màu sắc của các bạn sinh viên câu lạc bộ Dance Pop. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó cũng chính là lời chào của chúng tôi, lời chào của Mobifone tới tất cả các bạn sinh viên của Đại học Y Dược Hải Phòng.